chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Chiều hôm nay là Kim Thành Thảo được đón tiếp đại gia đình của chị Hà và cô Tường ha. Hôm nay là gia đình của mình đến ủng hộ tiệm vàng gồm có hai bộ đồ bộ nha quý khách. Hàng VIP nha. Đây, hai bộ đồ bộ hôm nay gia đình mình chọn nè. Đầu tiên sẽ giới thiệu cho quý khách xem bộ thương hiệu ha. Đây. Bộ thương hiệu này là gồm có vòng và nhẫn nha. Lòng bi móc máy theo công nghệ mẫu Ý nè, rất là sáng luôn. Này, cái mẫu này nhà em có loại 3 màu xi theo công nghệ nữa nha, rất là sáng. Vòng và nhẫn vòng này thì trọng lượng của nó là cỡ khoảng 6.2/8, chiếc nhẫn là trọng lượng 1.5/9 ha, rất là đẹp. Hai sản phẩm này hôm nay có giá trị là 28.650.000. Rồi tiếp theo là một siêu phẩm nữa, đó là một cái vòng hoa 5D. Hoa 5D này là dạng 5 tầng lộng bi ha. Này, rất là đẹp. 5 tầng kép ha, kép bi 3 màu. Đai là đai bản dẻo luôn nha. Đó, mấy chị mà có khung tay lớn á, là nên đeo những cái vòng này. Bản lớn đeo rất là ôm tay luôn ạ. Và tăng đơ nha, dai giảm ha. Đó, là vòng này đeo từ ni 48 trở lên nha quý khách nha. 48 đến 58 là đeo ok luôn. Một chiếc vòng. Vòng này thì trọng lượng của nó là cỡ khoảng 1 lượng 8/6. Đây, nhẫn VIP nha, hàng siêu phẩm. Nhẫn VIP này là nhà em có đủ màu luôn, không phải giới thiệu nhiều cho quý khách biết ha. Chiếc nhẫn này là quá hot luôn rồi, rất là đẹp, làm theo mẫu Ý nè. Chiếc nhẫn hoa xoàn 3 tỷ ha. Đây, chiếc nhẫn này là trọng lượng 2.9/2. Hai sản phẩm hôm nay có giá trị là 50 triệu nha quý khách nha. 50 triệu. Rồi, cái này em bỏ hộp cho chị yêu luôn ha. Em cảm ơn gia đình mình đã không ngại đường xa đến ủng hộ tiệm em. Em bỏ hộp luôn cho khách. Cho chị xin cái túi nữa em. Hóa đơn LV nè. Đây. Cái này là của chị Tường nè. Đây, cô Tường có gửi. Đây con gọi. Em chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Đây, chiều hôm nay là em có chị Diễm ha, ở Bình Tân. Hôm nay là chị đến ủng hộ xi men nè. Đây, mới đeo xi men thì chị xong đẹp lắm. Xuất sắc chưa? Rồi, cổ tay đeo xi men quá đẹp luôn nha quý khách nha. Đeo y như là một cái vòng bản vậy đó. Hôm nay là chị đến ủng hộ em 3 bộ xi men nha, logo thương hiệu nha quý khách. Logo thương hiệu Phun Cát nha, có khúc bi nè, sáng lắm. Ống này là cỡ khoảng 3.5 ly nha, ống dẹp nha. Một bộ trung bình cỡ khoảng là 6 chỉ mấy nè, 6.3, 6.4, dao động ha. 3 bộ là một cây chính hơn. Công nhận cái tay đeo xi men quá chuẩn luôn. Chuẩn không cần chỉnh luôn nha. Hàng rất là đẹp luôn nha. Đây, hôm nay là mua em 3 bộ xi men có giá trị là 67.900.000 hơn nha quý khách nha. Đỉnh quá chị ơi, đẹp quá. Em nhìn mà em còn ghiền nữa mà. Em gửi hóa đơn nè chị. Em cảm ơn chị Diễm hôm nay đến ủng hộ tiệm em nha. Đây em gửi ạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Trưa hôm nay là Kim Thành Thảo được đón tiếp chị Thúy ha. Chị là từ Hậu Giang lên nha. Hôm nay là chị lên ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo gồm có một bộ hàng cao cấp nha quý khách nha. Đây, bộ cao cấp mà hôm nay chị chọn nè. Rất là đẹp và xuất sắc nha, hàng rất tinh xảo luôn quý khách ơi. Bộ hôm nay chị chọn là bộ con bướm và nó làm rất là tỉ mỉ nha, các những cái viên đá dưa nè, giọt nước và tròn các hình hình một cái hình con bướm. Bướm này là hột màu đen nha. Ngoài ra thì nhà em còn có màu xanh, màu đỏ, màu trà nè, màu tím hoặc là màu trắng. Nói chung là đủ màu nha, đủ ni tay cho quý anh chị luôn. Bộ rất là đẹp luôn nha quý khách nha. Quá xuất sắc luôn, nhìn cả bộ rất là sang ha. Thay vì quý anh chị món hàng nào mấy anh chị cũng đeo đi, ví dụ dòng cũng có, nhẫn cũng có, nhưng mà em thấy là đeo bộ cùng tông sạc tông như vậy nó sẽ sang trọng hơn nha. Quá đẹp, em quay cận cảnh bộ này cho quý khách xem nè, sáng lắm, rất đẹp luôn. Vòng nhẫn mặt và bông tai ha. Tiếp theo là một chiếc nhẫn hộp trà VIP, mẫu này là hộp nhẫn VIP nha, một hộp cao 3 tầng kép tấm ạ. Tấm của nó là hột trà hết luôn nha. Cái màu nó rất là nhẹ nhàng nha quý khách nha. Màu trà thì nhà em có hai màu, màu đậm và màu nhạt. Nhưng cái này là màu nhạt nè. Đây là có tấm ba ghép và tấm kìm nổi ha. Rất là sang. Cái này một chiếc của mình nó cỡ khoảng là 2 chỉ hơn nha. 2 chỉ 8 hơn mấy, gần 3 chỉ luôn quý khách.
mà nhìn nó gom nhỏ đặc luôn á. Rồi tổng những sản phẩm mà hôm nay chị mua ủng hộ em có giá trị là 56.400.000, 419.000 ha. Em sẽ bảo hộp cho khách hàng của em luôn ạ. Vì là mình không có giấy nên là nó hơi rắc rối một xíu. Vì là em hỗ trợ cho mình là em đóng lời không cho giấy cho mình rồi là sao mình cũng mang cho em cái tờ giấy cũ hay là em ơi mà con biết được thì lấy tên gì xuất khẩu thế nào thì sao biết cho chú biết được à? Chị Thúy ơi, em rất là cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị đã không ngại đường xa đến ủng hộ tiệm em. Em chào chị ạ. À. Em chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. À, sáng hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc của vợ chồng anh Hiếu ở Tân Phú ha. Hôm nay là hai anh chị đến tắm một cái lắc. Và cái dạng này là lắc đồng hồ như quý khách nha. Đây, mẫu rất là đẹp. Xuất sắc luôn. Cái này là anh đeo. Nói chung là mua hàng rất là dễ thương. Đeo vừa là anh lấy luôn nè. Đây là mẫu lắc đồng hồ nha. Mặt đồng hồ này là máy Nhật và hàng là hàng cao cấp nha. Mặt là mặt đồng hồ cao cấp và có làm ráp đai vàng vào nha quý khách nha. Hai bên đai đều là vàng ha. Nữ trang 610. Mặt xịn luôn nha. Rất đẹp. Mặt kính sapphire. Viền có tấm chìm luôn ha. Quá xuất sắc luôn. Cái lắc này hôm nay anh mua có trọng lượng là 1 cây 1.9 phân ạ. Đây, khóa hộp luôn ha. Rất là đẹp. Đai nè. Đây rất là mềm mại luôn và đeo ôm tay lắm, không có bị dảnh từng cái mắt lên ha. Đó. Thay vì là quý khách ta đeo một cái đồng hồ cũng mấy chục triệu mà mình đem mua đi mình không bán được, nhưng mà đồng hồ vàng như vậy nè, đeo chán rồi đổi qua mẫu khác đeo vẫn ok, đỡ lỗ hơn ha. Đồng hồ hôm nay anh mua có giá trị là 42.496.000 đồng nha quý khách nha. Xin phép cho em đeo anh luôn. Họ vừa y luôn nha, rất là đẹp. Đó, giá trị là ở chỗ này ha, xuất sắc. Rồi cho em xin phép gửi hóa đơn. Rất là cảm ơn anh chị đã đến ủng hộ tiệm em. Dạ đây ạ. Em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Tối nay là chị Hồng ha, chị qua ủng hộ Kim Thành Thảo em một bộ trang sức nè. Đây là vàng công ty 610 nha quý khách. Chị lựa một bộ dòng bảng là gồm cái dòng nè, cái nhẫn với cái mặt. Quá trời đẹp luôn á, xuất sắc luôn á. Mẫu này là mẫu đặt bên em luôn. Có những đường tắm gợn màu nè, màu vàng tắm trắng tắm xanh đang xen nhau nè, nhìn thanh mảnh đẹp chưa. Trọng lượng cái dòng này là 6 chỉ 2/3 ha. Đây, đi bộ cái dòng là cái nhẫn, nhẫn là vàng nhẫn bản nha, nhẫn bản mình đeo che khuyết điểm nè, là nó dài theo cái lóng tay của mình luôn á. Thêm một cái mặt nữa, mặt này là mình đeo dây sóng lá hoặc dây bi gì cũng được nè. Mấy hộp tắm nhỏ quá trời đẹp luôn á, kiểu Cartier xích nè. Sang nghe chưa, viên bộ này của chị Hồng là 9 chỉ 1/9 ha. Em mượn tay em đeo cho chị Hồng nha. Đây, ngại ngùng đó, em xin quay đó. Em quay đi cho chị coi kìa. Mấy dạng dòng bản mình đeo nhìn nó tròn tay lắm. Sang quá. Một tấm nó đeo nhìn nó dễ. Nhẫn này chị đeo món nào? Giữa. Giữa luôn ha. Đồ bộ đeo món giữa đẹp nè. Đẹp chưa, xuất sắc luôn á. Có dây chưa? Có đem dây không? Bỏ mặt cho em đeo luôn cho. Về về em để vô hộp cho chị ha. Rồi em gửi chị Hồng hóa đơn nha. Cảm ơn chị nhiều ạ. À. Đeo lâu lâu cũ ra đem vệ sinh làm mới cho chị. Em gửi em mới cho. Rồi cái này để em mỹ hộp ha. Cảm ơn chị nha. Này. Đem bỏ hóa đơn vô luôn không? Rồi được rồi.